Rồi, hai thằng chào đại gia đình yêu thích chăn nuôi nha. Thì hôm nay mình nhận được một câu hỏi rất là hay của một ông anh nha. Thì cũng làm công nhân ở Bình Dương về, nói chung là hiện tại bây giờ đang nuôi gia công luôn. Và hỏi mình như thế này nha. Anh có khoảng 100 mét vuông đất, quan trọng là đang nuôi gà gia công cho người ta. Và anh kêu mình là trình bày hoặc là hướng dẫn ảnh làm sao nuôi gà ở trong 100 mét vuông đất mà nó hiệu quả nhất nha, với một trống và 5 con mái nha. Mục đích của ảnh là ảnh đang làm là nuôi gà khoảng 3 tháng tuổi, giao gà con qua trại lớn thì là xong. Nhưng hôm nay cũng dựa lên cái đề tài này và mình nói thêm luôn nha, 100 mét vuông đất có thể làm giàu cùng nông dân nha. Thì làm giàu như thế nào để mình đi mình giải quyết cho cái vấn đề của anh thắc mắc trước đi, rồi mình hướng anh em mình vô với 100 mét vuông đất có thể làm giàu được không nha. Thì thật chất cái mô hình này mình đã có làm rồi, nhưng mà không phải là mình tập trung mình nuôi gà không đâu, mà lúc đó mình còn đang làm công ty luôn nha. Và sau này 5-6 năm sau này mình gặp một em, thằng em này hai vợ chồng và một đứa con khoảng 150 mét vuông thôi mà nuôi gà mà khá giả luôn nha. Rồi bây giờ mình quay lại vấn đề của ông anh này nha. Thì với 100 mét vuông cặp bên hông nhà thì mình sẽ làm như thế nào để nuôi gà cho nó đạt? Anh em mình nhớ kỹ nha, với 100 mét vuông này mà cặp nhà ở nữa thì không thể nào trồng cây được nhiều. Đặc biệt nếu bên hông mà nó có nhà liền kề nữa thì 100 mét vuông này rất khó khăn để trồng, và cũng không có thể nào trồng cây lâu năm được. Biết đâu thời gian sau cái phỉnh đất này nó mọc lên căn nhà nữa thì sao nha. Cho nên nên đầu tư ít mà lợi nhuận nó cao, và đầu tư chuồng trại đừng có kiên cố là mới thông minh nha. Rồi ở đây với diện tích nhỏ như vậy, cái vấn đề quan trọng nhất muốn nuôi gà thành công là phải tập trung vô cái vấn đề là vệ sinh. Cái thứ hai là cái môi trường tiểu khí hậu làm sao phải mát mẻ, đặc biệt là vào mùa nắng. Thì muốn con gà sạch sẽ phải đổ cát nha, đổ cát mà loại cát xay á, sạch nhiều, nhiều sỏi cao lên, quan trọng là chỗ này. Nhưng mà cát vừa cao thì đương nhiên là không thể trồng được cái gì ở dưới nền đó được rồi. Và với 100 mét vuông này thì gà nó cài nó sới dữ lắm, nên anh em mình cũng không trồng được cái gì mà gọi là cỏ cho nỉa gì cho gà ăn đâu nha. Còn ở trên cao thì không thể nào mà có cây cối gì để che nắng được. Nếu anh em mình trồng một hai cây chín cá thì đi thì lâu ngày vài tháng á, bắt đầu nó rụng, bắt đầu nó dơ nha. Cho nên mình hướng dẫn cho anh em trồng một cái loại dây leo, và anh em mình căng dây chì để cho dây leo nó leo lên là hiệu quả nhất, nhanh nhất nha, tạo bóng mát và mình có thể ăn trái cây được luôn nha. Đó là mình làm một cái giàn nha, cái giàn giả chiến và xiên dây chì qua lại, và mình để cho dây chì nó thẳng nó đẹp đó, như một cái giàn mớp vậy đó ha, giàn bầu cũng được, giống hình thức y như vậy luôn. Nhưng mình trồng mớp trồng bầu là thất bại nha, tại dây chì mình xiên qua xiên lại này kia đâu, mình bắt tắc kê vô cái tường bên mình á này kia, mình chằng dây chì ra giàn mớp mộ nặng quá, dây chì chịu không nổi nha. Cho nên mình phải trồng cái dây đậu me cũng được nè, mà cái trái như trái me, dây đậu nha nhưng mà như trái me, cái dây nó phát triển không có mạnh mẽ lắm, nó vẫn còn xiên bóng gâm xuống nha, con gà cũng vừa mát dễ chịu. Hoặc là anh em mình trồng đậu gồng và trồng xen kẽ nha. Cái tớp này nó gần tàn thì mình trồng cái tớp khác lên liền nha, để xây chi để luôn luôn tạo bóng mát cho con gà. Và đặc biệt hơn nữa là cái vấn đề đổ cát xong rồi á thì cái nền nó sạch sẽ, nhưng con gà đi đứng trong đó ăn ở trong đó một thời gian với cái mật độ đông thì sao, thì sẽ có vấn đề ô nhiễm môi trường, thì phải xịt sát trùng chuồng trại định kỳ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nghiêm khắc về cái vấn đề là kỹ tính về vệ sinh. Và ở đây á, cái với cái sân cát như vậy thì anh em mình không cần phải hốt phân gà đi đổ chỗ nào hết, là đào một cái lỗ nhỏ nhỏ vậy thôi đó, sâu sâu xuống cỡ 2-3 gang tay rồi vậy là ok nha. Mình đi quét hết trơn những cái cứt phân những mới dĩa ra đó, rồi đồng đổ đó lấp đất lại, lấp cát lại, vậy là xong một lỗ nha. Ngày hôm sau tiếp tục đào cái lỗ khác nữa, mình móc vài cái tại cát nó dày mà, móc rất là nhẹ nha, rồi quét xong bắt đầu đổ vô đó nữa lấp lại.
là cái chỗ đó nó phân đó, đó thì dài, nói chung học một hai tuần thôi là phân nó không còn là phân nữa nghe, nó gã nó ngấm xuống hết rồi. Thì mình làm gì đó thì mình không có mất cái lớp cát mà mình quét vô mình hất chỗ khác nha. Đặc biệt là khu vực mà nhà đông, nhà dân cư đông đúc, mình có khoảng 100 m² thôi thì tận dụng kiểu đó là rất là ok. Hoặc là mình chôn gần những cái gốc mà đậu me hoặc là đậu gồng mình mới trồng đó, làm nguồn phân cho gà luôn nha. Rồi giờ tiếp theo một cái vấn đề cực kỳ quan trọng nữa nè. Bây giờ là anh nuôi gia công khoảng 3 tháng tuổi gà thì anh giao về chạy lớn, thì làm sao anh có được cái đầu con nhiều là tốt. Muốn có được đầu con nhiều thì anh phải đầu tư cái máy ấp với một trống 5 mái. Nói chung gà trống mái thì anh cứ thả lan và tận dụng cái diện tích ở bên dưới hoàn toàn luôn. Và để nuôi được gà con nhiều thì anh phải làm cái chuồng lồng như lồng nuôi bồ câu vậy đó nha. Anh bắt tắc kê, bắt cái chữ L cạch cho cái bức tường đó. Thì mình nếu mà gà nhiều mình làm 2 tầng, gà ít đó, thì mình làm 1 tầng thôi. Thì ngang ngang cái tầm mắt của mình đi tới đi lui, hoặc là dối lên cao chút xíu cũng được đó. Để làm chi? Để mình nuôi gà con được nhiều nha, từ 1 ngày tuổi cho tới 3 tháng tuổi mà nó cũng khá khá nhiều gà, cho nên anh làm nhiều lồng tách biệt ra. Đặc biệt hơn nữa nha, là anh cũng làm một cái kiểu đó, nhưng mà một bên là mình chỉ làm để ổ đẻ thôi, để cho những cái con gà nó bay nhảy tự do và nó lên đó nó ăn nó đẻ. Thì mình làm cũng một hàng ổ luôn, làm sao kính mưa kính gió là nó ok, và ở trên thì nó mát mẻ rồi, như vậy là được nha. Rồi tới đây thì mình cũng muốn nói thêm và mở rộng vấn đề nha. Nếu mà cái mô hình nuôi gia công của anh nuôi đạt nha, tỷ lệ đạt cao, thì anh chỉ đâu đó chỉ có thể là thu nhập đủ xoay sở gia đình là hay lắm rồi. Còn với 100 m² làm theo kiểu của em thì anh có thể dư dả. Thì chung quy lại mình muốn chia sẻ cho những anh em nào đã và đang nuôi gà và muốn làm kinh tế từ cái con gà mà có diện tích đất nuôi ít, thì phải tập trung vô nuôi một dòng một giống nào đó thuần. Để chi? Để mình bán con giống cho những anh em chạy lớn, hoặc là những anh em mới tập thành chơi, mình bán giống để anh em về anh em lai tạo. Thì mình nuôi và bán con giống nó khỏe lắm nha. Và đặc biệt hơn nữa là cái con gà không cần phải lớn mới bán được, chỉ nhỏ thôi. Yêu cầu cái mẻ nó ok, cái mẻ nó tốt và phù hợp với thị hiếu đổ gà của anh em, thì cái đầu gà của mình rất là ổn định nha. Từ đó cái kinh tế của mình sẽ được nâng lên và tự do hét giá nha anh em. Tới đây thì video của mình kết thúc. Tạm biệt anh em nha.